Mình chào cô chú anh chị để có một chậu lan tác phẩm to như thế này. Đấy, và như thế này. Wow, còn như thế này nữa. To, rất là cao như thế này luôn. Mình sẽ có những cái điều cần lưu ý khi trồng chậu tác phẩm này. Cô chú anh chị mình hãy xem hết video của Hà Lan Tâm Thiện hôm nay. Sẽ chia sẻ cho mình trồng những chậu to khủng như thế này này. Cô chú anh chị, rất là cao luôn. Chào cả nhà, hiện tại thì nhu cầu chơi lan của tất cả anh chị thì đang rất là đông luôn, rất nhiều người yêu mến lan luôn. Và hiện tại thị trường mình có rất là nhiều anh chị đang quan tâm cái vấn đề gì cô chú anh chị mình à, biết không? Em thì live stream thì em thấy có nhiều anh chị hỏi em gì nè à, bây giờ cái cây đó có trồng lên chậu đất nung được không em? Trồng để dưới đất được không? Làm tác phẩm to bự được không? Rồi đủ tuổi thọ của cây lan có lâu dài hay không? Đó, rồi trước mặt của cô chú anh chị là một cái chậu tác phẩm em trồng trong chậu đất nung. À, theo thị hiếu thì hiện tại thì đang là xu hướng luôn đó. Em cũng đi theo xu hướng, nhưng mà em xu hướng của em là mười mấy năm nay rồi. Và tới thời điểm này thì em vẫn là xu hướng thích trồng ở như thế này. Tại vì mình trồng như thế này á, là nó sẽ chịu được nắng chăm chăm á. Mình cho ăn nắng nhiều thì nó rất là dễ ra hoa. Nhưng mà khi mình trồng á, chậu đất nung như thế này, mình sẽ chuẩn bị một cái chậu đất nung. Đây, cô chú anh chị nhìn cái bề hoành của chậu đất nung tùy theo của mình thích ha. Là mình thích và mình thích cái chậu như thế nào thì mình mua về. Nhưng mà điểm lưu ý nha, điểm lưu ý đầu tiên khi mình chọn chậu, cái chậu làm sao cái đường kính nó to theo mình mong muốn. Và cái độ dày của cái chậu phải có dày nhiều để khi mình khoan lỗ á, anh chị thấy nè, đây, để mình khoan cái lỗ thì nó không bị bể nha cô chú anh chị. Tại vì khi mình trồng chậu sứ, mình muốn tuổi thọ cây lan mình lâu dài thì mình phải khoan lỗ. Đó, cái này là câu mình nói về chậu nha. Còn lát nữa mình sẽ chia sẻ về giá thể chất trồng và cách mình xử lý khi trồng trong chậu đất nung. Nó xử lý một cái lan á, cô chú anh chị, để tuổi thọ nó được lâu. Thì cái chậu em mua về thì em phải khoan, đây, khoan lỗ này luôn. Còn nếu như anh chị mà có quen với chỗ làm chậu á, mình đặt luôn á, là người ta đặt luôn cái lỗ này, người ta khoét lỗ cho mình luôn, nhưng mà không có đâu. Mình phải tự khoan. Và ở dưới đáy chậu á thì mình cũng phải khoan. Thông thường ở dưới đáy chậu này nó có khoảng là 3 lỗ thôi. Mình khoan thêm khoảng là thêm 3 lỗ nữa ở phần dưới đáy chậu á, để cho cái chậu mình nó thoát nước tốt ở phần dưới. Và khi mà mình có nó rồi á, mình khoan lỗ xong rồi thì mình sẽ chọn một cái ống nước đây. Cái ống nước cỡ size chừng này nè anh chị, khoảng size 21. Đó. Và mình đổ cái ống nước vào trong chậu, để khi mà mình trồng lan là mình phải cố định, có một cây cố định nó nha, để cho nó không có bị đổ ngã. Thì lúc đó thì cây mình sẽ dễ bắt rễ lắm. Chứ nếu không á thì mình không đổ bê tông thì mình sẽ còn có một cái biện pháp khác là mình quấn dây vòng quanh cái chậu. Có hai cách để mình trồng, nhưng mà em thấy là có cái ống nước này thì tốt nhất luôn. Mình đừng có làm thấp như vậy, mình sẽ làm cái ống nước là cao tầm khoảng 1m2. Vì cái chậu mình lên tác phẩm to bự á, thì nó cái cây của mình nó giống như bà liễu hay hổ mang gì, nó lên tầm khoảng 1m5 cho tới 2m. Thì cái cây ống nước của mình thì cũng phải chiều cao nó tầm khoảng 1m2. Mình đổ bê tông cho nó chắc chắn như thế này đó. Còn cái chậu này thì em trồng là cây Lena, nhưng mà em lấy để ví dụ cho cô chú anh chị mình á. Đây, tiếp tới là mình sẽ chọn giá thể. Giá thể thì mình có thể bằng than hoặc là giỏ thông. Đây, nếu như giỏ thông á thì mình sẽ chọn cái giỏ thông mà ép bằng máy á cô chú anh chị. Ép bằng máy thì tuổi thọ nó sẽ bền hơn, còn giỏ thông mà mình cắt á thì nó sẽ hơi bị nhanh thật sự. Nhưng mà nhiều anh chị chỉ biết là mình trồng giỏ thông thôi, nhưng mà thường thị trường mình có hai loại giỏ thông. Một giỏ thông là cắt bằng tay, giỏ thông khác nữa là giỏ thông ép bằng máy, thì nó cái nó nén lại á, nó sẽ tốt hơn. Còn nếu mà trồng bằng than á cô chú anh chị mình lưu ý nữa, tại vì than là rất là quan trọng luôn. Nếu khi mình trồng than anh chị nghĩ là đi ra ngoài tiệm tạp hóa mua 2-3 kg than về là được, dạ không phải vậy đâu. Tại vì than nếu như mình dứt phải than đước và than tràm á, là hai than đó là kể như là cái cây lan của mình trồng á, cái đầu rễ nó sẽ không có ra được xanh. Và khi nó ra nó hay bị thung đầu và đen, xong mình nó vừa ra cái là nó thung lại, cái đầu rễ mình nó sẽ bị đen. Đó, cái vấn đề đó rất là quan trọng mà nhiều anh chị hay hỏi em luôn. Nói là em ơi, sao cái đầu rễ lan của chị nó cứ ra xong rồi nó thung lại, nó đen đầu, nó không có chịu phát triển. Đó là do mình cái than của mình chưa có đúng, là than đước chứ than tràm. Vì nó quá chắc với lại nó có ngậm một ít, nó là cái thân của nó là có tinh dầu với lại có độ mặn đó cô chú anh chị. Cái bộ rễ mình phát triển rất là kém, và lâu ngày thì cái lan của mình nó sẽ không phát triển được, thì nó sẽ dần dần yếu và chết đi luôn á.
ngay cả khi than nhãn với than chôm chôm cũng không được. Anh chị chỉ cần một cái loại than gì nó hơi mềm, hoặc là cái vỏ than nó mềm như thế này đó là được, nhưng mà trừ đước với chàm nha cô chú anh chị nhớ. Hoặc là anh chị nào ở ngoài Bắc thì có rất nhiều cái loại than mà chắc, mình nghĩ là than củi chắc thì nó sẽ là tốt. Than củi chắc thì không được nha cả nhà, mình chọn cái than thông dụng chuyên dùng cho lan. Thường thì những nhà vườn hoặc là những cái nơi mà bán than để vật tư trồng lan á, mình mua cái đó là chắc cú nhất. Mình đừng có mua cái chỗ mà than của tiệm tạp hóa là được nha. Đó, em thì đang trồng cũng là than luôn nè. Và có nhiều anh chị mua than đó là giờ lỡ mua than nước rồi và tìm than kia ở trên thị trường thì biết tìm ở đâu ra. Giờ em giờ than nước tới giờ có một cách này, mình ngâm nước rồi mình xài được không chị? Ngâm khoảng 3-4 ngày với vôi xài có được không em, để xử lý? Thấy trên thị trường người ta cũng hay xử lý giá thể bằng vôi đó, giờ chị xử lý nó có được không? Thưa cả nhà, vẫn không được nha. Mình xử lý bao lâu thì cũng không được hết, tại vì nguyên lý nó là bây giờ nó đã chắc rồi thì mình càng ngâm nước thì nó lại cũng không làm một đi được nha cả nhà. Nên là mình có thể gì nè, mình gọi điện tới những cái nơi mà mình hỏi mình chỗ mua lan, hoặc là mình đi tới chỗ vật tư. Nhưng mà khi mình mua than á, cái ý tưởng này rất là hay của chị, nên nếu mà khách có ý tưởng mà xử lý than á cũng rất là tốt. Có nhiều anh chị hỏi là mình mua than về có cần xử lý không em, thì có thể xử lý bằng vôi, hoặc là sau khi mình trồng cây xong mình cũng có thể xử lý bằng thuốc nấm được luôn nha cô chú anh chị. Thuốc nấm cộng với B1 á, mình tưới lên rồi xong mình lúc mình phun á là mình phun cho nước giá thể luôn, cái đó cũng gọi là xử lý, nhưng mà gọi là xử lý khi trồng luôn chứ không phải là mình xử lý trước. Cũng có nhiều anh chị kỹ là mình xử lý than trước khi trồng luôn rất là tốt. Mình xử lý bằng vôi, mình ngâm vôi cho nó ra, xong rồi cái mình cho than vào mình ngâm á rất là ok. Nhưng mà thường thì nhà vườn như em thì không làm như thế. Vấn đề chậu đã xong rồi nè, giá thể đã xong, bây giờ vấn đề xử lý cây lan để mình trồng cho cái tuổi thọ cây lan nó lâu dài. Cái tuổi thọ cây lan rất là quan trọng, tại vì cây lan nó chơi tầm khoảng 5 năm tới 10 năm cho một cây dendro nắng nha anh chị. Nếu như mình xử lý nó tốt ngay từ lúc cái khâu ban đầu của một cây lan, là mình xử lý cái gốc rễ nó triệt để luôn á, là tuổi thọ nó rất là bền. Nếu như mình xử lý không triệt để á, là nó sẽ bị giống như là cái trước á, cái giá thể cũ, cái giá thể trước gọi là giá thể cũ, nó sẽ ăn mòn tới giá thể mới. Nên mà mình phải nhớ cái điểm là mình lưu ý mình phải xử lý làm sao cho nó sạch sẽ triệt để, gì không chỉ là ăn mòn đâu, nó gọi là cái nấm bệnh của nó ẩn ở trong đó. Bây giờ trong cái thời gian mà giá thể lúc ban đầu á là nó chưa có nấm bệnh gì hết, nhưng mà dần dần từng khoảng là 1 năm đến 2 năm là tự nhiên nó sẽ bị nấm bệnh rồi, nó phát triển ra bắt đầu ăn mòn từ ở dưới bộ gốc đi lên. Thì nhiều anh chị trồng chậu thấp hẩm to thì không hiểu tại sao mà đang nhìn nó rất là đẹp như thế này nè, một ngày đùng cái 3 ngày sau mình không nhìn thấy nó nữa thì nó đã thối nửa chậu rồi. Cái này là rất nhiều anh chị bị luôn, và ngay cả vườn lan em cũng thường xuyên bị luôn. Bởi mỗi khi mà em trồng hoa hay gì thì em bảo mọi người làm vườn là phải triệt để, phải lưu ý kỹ luôn, và phải luôn luôn là cắt cho mọi người một cái kéo để chị cô chú anh chị mới học cắt thật là sạch sẽ luôn, để xử lý luôn, để khi mà mình trồng á, năm nay mình bán không hết thì sang năm cái cây mình nó chỉ có lên khủng và bự thôi, sẽ không bị gũi go chết hoặc là bị thối gì đó, để mình không có bị tổn thất về kinh tế đó. Rồi, có nhiều anh chị trồng chậu tác phẩm lâu năm nha, mình gọi là lâu năm đi, từ 2 năm trở lên thì nó sẽ có một cái hiện trạng như thế này nè. Cái anh chị nhìn nè, cái gốc nó sẽ lên cây con rất là nhiều luôn, nhưng mà có nhiều anh chị lại không lên mầm gốc ở dưới này, mà nó lại mầm gốc nó lại ở trên đọt, gọi là nhảy kỳ ở trên đọt. Hiện trạng này thì cũng rất là nhiều luôn, do cái cách mình xử lý lúc ban đầu không có triệt để anh chị. Khi mình cắt giá thể không có triệt để thì cái nấm bệnh lâu ngày á, nó ủ xong rồi ở trong này, ở trong cái giá thể cũ nó sẽ có giống như là những con ốc nhỏ nó sẽ ăn chết cái mắt ngủ. Nhưng mà thông thường cái lan nó sức sống nó rất là khỏe thì nó sẽ nhảy kia ở trên đầu đó, cái giá thể cũ nó sẽ làm một hết luôn, còn cái bộ rễ mình nó sẽ hư và cái mắt ngủ của mình nó sẽ bị ảnh hưởng luôn, thì nó chết hết, mắt ngủ nó sẽ không lên cây con được. Như thế này thì nó sẽ chuyển sang nhảy kỳ ở trên đầu rất là nhiều luôn. Mà tình trạng đó thì trồng cây sau 2 năm thì ai cũng bị hết, nhưng mà mọi người nghĩ là cái cây đó là do mình trồng lâu quá nó già thôi, nhưng mà mọi người sẽ không nghĩ tới là do là cái bộ rễ ở bên trong nó bị chết đi rồi, cây mình gọi là không có còn cái giá thể để ăn. Nhưng mà mình nhìn ở bên ngoài là giá thể mới, mình nghĩ là nhiều, nhưng mà hoàn toàn chưa chuẩn, tại vì cái giá thể ở bên trong nó là nó nằm ở phần dưới là giá thể cũ rồi, nó hư hết rồi.
và nấm mốc vi khuẩn, rồi những con ốc rất là nhỏ, anh chị, nó nhỏ nhỏ xíu như thế này nè, là những con ốc nó rất là nguy hại. Nhưng mà thường thông thường những vườn nào mà trồng lâu á, buổi tối sẽ phát hiện ra, mình đi sợ đèn mình sẽ thấy một con ốc sắn nhỏ lắm, nó sẽ ăn chết hết những cái mắt ngủ của mình, do là cái giá thể của mình ở bên trong nó bị mục á, và nó ẩn nấp ở trong đó, tối thì nó mới đi ra. Và cái món yêu thích của nó là những cái mắt ngủ của lan, hoặc là những cái mầm lan nhỏ như thế này nè đó. Nên là mình cũng phải xử lý triệt để, mà khi trồng chậu như thế này ốc đó rất là nhiều luôn, thật sự mình phải có nhiều, anh chị phải rải thuốc diệt ốc luôn á. Nên là cái khâu mà cái khâu quan trọng nhất là cái khâu khi mình xử lý, khi trồng một cây lan đó, anh chị xử lý cây lan như thế nào á, thì lát nữa anh chị nhớ coi cho hết video nha, anh chị theo dõi giùm em hết cái video này để em chia sẻ cô chú anh chị mình luôn. Rồi cả nhà cùng xử lý một cây lan trước khi mình cho vào một chậu tác phẩm nha cô chú anh chị. Mình mua sẽ mua một cây lan như thế này, thường thì chậu tác phẩm mình sẽ lấy một cây to, nhưng mà cái này là cây này để em làm thí dụ cô chú anh chị. Mình có một cây lan ở trong vườn lúc mới mua về, thì cô chú anh chị mình đừng có sang chậu liền nha, để ít nhất là nửa tháng để cho nó phục hồi và nó quen với thổ dưỡng của cô chú anh chị mình á. Còn cây ở trong vườn thì giờ mình chọn cây trong vườn nè, đây mình lấy từ trong vườn ra, nhưng mà mình nhớ là buổi sáng mình tưới rồi thì mình đừng có cắt, mình có cắt giá thể liền, mình để cho nó một ngày nha cô chú anh chị, cho nó cắt nước một ngày để anh chị cái giá thể này nó không còn ngậm nước nữa, và bộ rễ của nó khi mình cắt rồi á là nó đâu có còn thoát nước nữa thì nó sẽ dễ bị hối. Nên là mình sẽ cho nó cắt nước một ngày, ngày hôm sau thì mình bắt đầu xử lý để mình tách chiết sang chậu. Mình đừng có cầm nắm đầu lên nha cô chú anh chị, nắm đầu lên là mình dễ bị làm nó hại cái chỗ này, lỡ nó dặn thân cái là dễ thối lắm đó. Mình nại nó lên từ từ thôi, nại lên xong rồi bắt đầu mình cắt, cắt như thế này. Mình sẽ xử lý bằng một cái kéo sạch nha cô chú anh chị, mình cắt sạch sẽ luôn đó. Mình đừng có để lại dừa nha cô chú anh chị, hoặc là để lại, chỉ để lại một chút xíu thôi để cho nó giữ lại. Cái khâu này rất là quan trọng nè đó, mình chỉ để là một phần nhỏ thôi, để chi nó ướn lại ở trong này vừa đủ một chút xíu này, tương đương với cái bụi của mình thôi, đừng có nhiều. Tại khi mà mình để nhiều á, chắc chắn là nó sẽ bị ăn guồn từ cái giá thể cũ này, nó sẽ ăn guồn ra cái giá thể mới, và cái giá thể cũ này bên trong đây cô chú anh chị mình cùng em đi theo em nha. Đây khi mình trồng á, đây chậu này là chậu em trồng 3-4 cây, em gọt một lại, khi mình trồng là em cắt sạch sẽ giá thể luôn nè cô chú anh chị thấy nè, không còn bất kỳ cái giá thể nào hết, thì nó sẽ không bị ăn guồn đó cô chú anh chị mình thấy không đó, 1-2-3-4 chậu đó sạch sẽ giá thể. Bây giờ mình sẽ quay phần giá thể này. Đây, mình nhìn cái chậu lan, thông thường thì em sẽ cắt rễ thì mình sẽ như thế này. Còn nếu như cô chú chị mình không cắt rễ là mình sẽ bị cái tình trạng là thứ nhất là chết mắt ngủ nhảy kia trên đầu, thứ hai nữa là sẽ thối từ ở bên trong thối ra. Tại vì sao? Ở cái phần ngoài là giá thể mới, mình nhìn thấy nè, nguyên chậu to mình để giá thể rất là nhiều rồi, nhưng mà không hiểu sao cái cây lan của mình nó bị teo tóp, rồi nó bị không có một cây con rồi lại nhảy kia trên đầu. Mình không biết được là chuyện gì cô chú anh chị mình biết không, cái chuyện là nó bị ăn guồn cái giá thể cũ này, ở bên trong nó bị mất hết giá thể rồi. Mình nhìn nhiều vậy thôi chứ bên trong thực sự là giá thể nó đã mục, nên khi mình xử lý thì mình sẽ xử lý như thế này, phải thật sạch luôn để tuổi thọ của một cây lan của mình nó sẽ tồn tại, là gọi là phát triển, mà nó không bị ăn guồn, không bị thối, không bị hư, không bị giống như là nấm mốc vi khuẩn đồ từ ở bên trong ra, là tầm khoảng là 5 năm mình mới thay giá thể luôn á. Thật sự nếu mình xử lý kỹ, tại vì khi mình còn để lại một miếng dừa như thế này nhiều á, nếu mình để miếng dừa nhiều thì nó sẽ tạo một cái độ ẩm rất tốt cho cây lan, nhưng nó không mang lại tuổi thọ cao. Nó tầm khoảng 2 năm là bắt đầu giá thể cũ, bắt đầu nó gọi là phát bệnh rồi đó. Nên là em thì em sẽ xử lý rất là kỹ nha cô chú anh chị, tại vì mình làm như vậy thì cái tuổi thọ nó sẽ chơi bền hơn. Còn nếu như cô chú anh chị mình để dừa nhiều á, mình để dừa nhiều ra để chi cho nó tạo cái độ ẩm nhiều, nhưng mà tuổi thọ của nó thì nó cũng có lợi, rất là có lợi luôn. Nó có lợi là cây mình phát triển đẹp nè, đủ nước nè, giữ độ ẩm tốt nè, cây mình mập. Đó là cái cách khi mình trồng, nhưng mà tuổi thọ nó tầm khoảng 2 năm thôi. Còn cái này tuổi thọ nó rất là cao, và khi lúc mình mới trồng á thì giống như em cắt nhiều giá thể như thế này thì sẽ có nhiều ý kiến rất là trái chiều, nó là cắt hết như vậy rồi nó chết rồi sao, rồi nó rụng lá nhiều, rồi nó hư, rồi nó teo hơn rồi sao, đúng không cô chú anh chị? Thì đây là dẫn chứng sự thật, đó là sự thật. Thì lúc mà đây
quay cái này các em. Hồi lúc mà mới, cô chú anh chị, lúc mới nó sẽ bị như thế này. Nó hơi bị rụng lá nè, anh chị thấy không? Cái thân đầu của nó sẽ bị rụng lá. Nhưng mà khi mà nó ra những thân sau thì rất là đẹp. Và tuổi thọ nó rất là lâu dài. Mình chấp nhận là lúc đầu nó bị sốc. Tại vì khi mình trồng như thế này thì cây nó sẽ bị khô và nó bị teo hơn cái thân đầu này chút xíu. Nhưng mình phục hồi được bằng cách mình đi phân bón. Tại vì mình đã vô một chỗ tác phẩm rồi thì mình không thể nào mình trồng 1 năm đến 2 năm mình thay giá lại tiếp được. Mình để làm sao từ 3 năm đến 5 năm. Đó, thì em sẽ chọn cái cách cắt sạch sẽ luôn. Cô chú anh chị mình thấy nè, cây con ra rất là đẹp, rất là mập luôn, bộ rễ nè, xanh đen luôn. Đầu rễ xanh mà mập đó. Ở bên trong nó vẫn an toàn, độ an toàn cao, lên 90%. Đó là cái cách mình xử lý nha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục tới cái cách mình trồng một cây lan trong chậu đất nung nha cô chú anh chị. Và đây là một chậu lan khi mình trồng trong chậu đất nung mà mình không có cố định kỹ anh chị thì nó sẽ bị như thế này. Đó, cô chú anh chị mình thấy không? Nó sẽ bị đỏ lật lè luôn. Và nó cái bộ rễ của nó đúng ra nó đang phát triển đẹp lắm á. Đây nè cô chú anh chị, nhưng mà nó sẽ bị một cái vấn đề là nó lúc lắc á thì cái đầu rễ nó sẽ không có được xanh đen. Và nó không được mập, đúng ra nó sẽ rất là mập cô chú anh chị thấy không? Đầu rễ nó đang xanh đen mà nó bị thung lại. Cái này không phải là do giá thể, là do mình cố định không kỹ thì nó sẽ bị như thế này. Tại vì khi nó muốn gần bám vô cái giá thể thì nó lại bị rớt như thế này thì không được. Cái điểm lưu ý đầu tiên khi mình trồng một chậu tác phẩm, cho dù chậu đất nung hay là chậu gỗ hay là chậu gì đi nữa thì mình cũng phải cố định cho nó kỹ. Hồi lúc đầu thì em đã chia sẻ với mình là mình chọn một cái ống nước hoặc là mình niền cái sợi dây. Đó, giờ niền cái sợi dây mà mình niền cái sợi dây tào lao như vậy thì nó cũng cứ chính thiệt chị thấy không? Đó, thì bây giờ phải làm sao? Có một cách không để ống nước. Nếu mà để ống nước với cái trụ bê tông thì mình nói là nhìn nó mất thẩm mỹ quá, nó không được đẹp. Thì mình có thể niền sợi dây hoặc là mình khoan ở thành chậu này, thành cái lỗ, mình cho móc vào mình treo lên. Còn nếu không thì mình cuột niền. Bây giờ cô chú anh chị mình cùng niền với em một cái chậu này nha, trong chậu đất nung này. Rất là dễ, mình niền giống như mình liền một cây sứ ha. Cô chú anh chị nào mà chơi hoa kiển thì chắc cũng biết mà. Giờ hãy niền cùng với em nè. Rồi, mình sẽ có một sợi dây. Sợi dây này, sợi dây kim tuyến ơi. Cái này, có sợi dây này em mới nhớ một điều nè cô chú anh chị. Có nhiều anh chị có sợi dây ni lông ở nhà không xài được nha. Tại vì sợi dây ni lông nó xài khi mình cho nó ăn nắng với dầm mưa 100% á, thì cái tuổi thọ của sợi dây ni lông của mình nó có chỉ có tháng hơn à. Mình sẽ cho nó ở tròn cái chậu này đi cô chú anh chị. Tròn cái ở cái viền chậu này một sợi dây này, giống như mình niền một hai cây kiển như đó cả nhà. Cho qua nhà ông mới mình nha. Rồi cái chỗ này, hai thân này mình sẽ luồn qua đây, mình gịch nó xuống. Và cái sợi dây đen này mình gịch nó xuống đây. Tiếp tục bên đây thì mình niền lại, mình giữ lại ở đây là mình giữ cái thân với lại cái chậu cho nó dính lại với nhau luôn. Giống như mình niền một cây kiển như đó cả nhà. Thông thường thì mình trồng cái ống nước là nó sẽ là đẹp nhất. Cái ống nước nó để cố định lại thì nó sẽ rất là lâu luôn. Mình niền như thế này là tầm khoảng 2 tháng mà khi nó bắt rễ là nó sẽ không có bị ngã nhiều, nhưng mà về lâu về dài nó cũng sẽ bị ngã cả nhà. Nên là mình sẽ chọn, cả nhà nhớ là chọn những cái sợi dây nào cho nó thật là chắc. Tại vì khi mà mình chọn cái sợi dây nó không chắc thì nó sẽ bị đổ hết. Vì khi chậu đất nung nó khác hẳn. Nó khác hẳn với một, đây cả nhà thấy chắc rồi ha. Khác hẳn với một cái chậu gỗ. Chậu gỗ thì nó sẽ rễ nó bén ra đây luôn và nó bắt ra và nó bám vô cái này luôn. Còn cái chậu sứ của mình thì nó sẽ rễ nó lẫn quẩn ở trong này và nó chỉ có bắt rễ vào cái thành bê tông này thôi. Nên khi mình cuộn á, mình nhớ chọn một cái sợi dây nào thật là chắc luôn nha cả nhà. Đó, giờ là mình đã xong rồi đó, đã niền nó xong rồi. Nhưng mà nhớ mình có hai cách, nhưng mà cái cách này niền sợi dây thì nhìn nó cũng không có đẹp lắm đâu. Em nghĩ là cái trụ bê tông thì nó sẽ là đẹp nhất luôn, chứ bằng cái sợi dây thì nhìn nó cũng hơi thô. Khi mà mình thấy dây nhợ như thế này nhìn nó không có đẹp cho lắm. Đó, mình cố định nó cho nó chắc chắn vô. Và khi nó chắc chắn rồi thì mình đi phân bón nó rất là dễ phát triển lắm. Chứ nếu không á là cái bộ rễ của mình á, khi mà mình cho vào chậu như thế này nó không có được cố định.
khi mà nó cứ lung linh, mình đi bất kỳ cái loại phân bón gì thì nó cũng không có phát triển mập được đâu. Đúng ra nó đang rất là mập luôn nè, mà nó cứ bị ngã đổ hoài luôn, nó không có mập được. Giống như những cây kế bên nè, đầu rễ rất là xanh đen mập đó. Và khi mà cô chú anh chị trồng xong rồi, để dưới đất thì nhớ phải có một cái đôn nha cô chú anh chị. Những chậu em để nè, có một cái đôn để cho nó thoát nước tốt, với lại tạo một cái độ thoáng thông gió cho nó, để nó không có bị bí. Thì mình phải có một cái đôn, mình chọn cái đôn nào mình thích, chứ không có phải là cái đôn thấp như thế, có thể cái đôn cao như thế này cũng được luôn đó. Và khi tưới á, mình nhớ buổi sáng mình có thể tưới đậm được, còn buổi chiều á thì mình tưới sơ thôi. Mình tưới, mình nhìn cái chậu của mình và mình ngắm nó, cái giá thể của mình nó còn hơi ướt nhiều quá thì có thể chiều mình không tưới luôn, hoặc là buổi chiều mình tưới một cách rất là gọi là tưới riu, mình tưới cho nó ướt lá thôi, đừng có ướt cái giá thể là được nha cả nhà. Khi mình đã trồng xong rồi, giờ mình sẽ đi cái khâu xử lý nó luôn nha cô chú anh chị. Tại vì trồng chậu tác phẩm thì mình sẽ đi phân như thế nào, tại vì cái cây nó đã rất là to rồi mà mình trồng trong một chậu to nữa thì cái mình sẽ lường một cái trọng cái liều lượng để đi phân bón như thế nào cho nó hợp lý, và thuốc nấm thì bao lâu thì mới đi một lần, và lần đầu tiên khi xử lý nấm bệnh và phân bón lần đầu tiên thì sẽ như thế nào nữa, đúng không cả nhà. Rồi mình trồng xong rồi á cô chú anh chị, mình nên đi lần đầu tiên mình đi thuốc nấm cộng với B1, phun ướt từ ở trên đọt cho tới gốc luôn, và ướt luôn cả phần giá thể này luôn. Cô chú biết anh chị biết sao không? Đây, thường những chậu tác phẩm em hay cho phun ướt luôn phần giá thể nè. Cái này là thuốc nấm đó cô chú anh chị, thuốc nấm cộng với phân bón luôn, nó sẽ dính phần giá thể này luôn. Để chi cô chú anh chị biết không? Để nó ngấm vào trong phần giá thể, để cái thuốc nấm đó nó sẽ, cái rễ của mình nó sẽ được xử lý giá thể tốt luôn. Tại vì sao? Cái giá thể này giống như lúc ban đầu của mình là mình không có xử lý bằng vôi, mình không xử lý bằng gì hết, thì cái than này nó rất là đắng. Nó rất đắng và có một cái độ mặn của than, nên là mình cho thuốc nấm vào luôn để chi? Xử lý nó luôn. Khi đó thì bộ rễ của mình sẽ bắt rễ rất là nhanh. Và khi mình tưới những khoảng 3 lần đầu tiên, cô chú anh chị để ý nè, mình tưới là mình thấy cái phần dưới này nó sẽ ra một nước đen đó, thì đó là để cho nó nhả bớt cái độ mặn đắng của hàng đi, và kèm theo có thuốc nấm vô nữa. Và B1, cái thuốc nấm đang nằm ở trong cái phần giá thể, thì cái bộ rễ của mình đây cô chú anh chị, cái bộ rễ của mình khi nó bén ra đó, nó bén ra thì nó nói ồ cái phần giá thể này hơi bị ngon, nó không có đắng mặn gì hết, thì nó sẽ phát triển nè anh chị thấy không, đầu rễ xanh mướt và nó bắt đầu đua nhau, nó phát triển nhanh thì nó là lẹ xuống đây, đây là thức ăn ngon đó. Nên là mình lưu ý cái điều này, đừng lần đầu tiên quan trọng nhất luôn á, mình có thể xài măng cú dết vàng nè, măng cú dết than xanh, hoặc là đi than, hoặc là tất cả các loại trừ cái loại thuốc nấm có gốc đồng là được. Tại vì có gốc đồng thì mình mới tách chiết sang chậu, cái gốc đồng nó nóng quá thì làm cho cái lan của mình nó chịu không được, nó đang bị sốc rồi mà còn bị nóng nữa không chịu nổi, với lại gốc đồng thì không thể trộn chung với phân bón được. Thì những cái loại em đang liệt kê á, cô chú anh chị mình có thể lấy cộng chung với B1 lần đầu thì mình đi 1ml trên 1 lít, còn thuốc nấm thì mình đi 1g là được ra đó. Mình phun ướt toàn giá thể hết trơn luôn. Và lần thứ hai thì còn khoảng 3 ngày đến một tuần sau thì cô chú anh chị mình có thể đi gì nè, B1 cộng với lại Super 2 cộng với lại siêu kích rễ, với lại cộng thêm Acidrus nha cô chú anh chị. Biết sao, Acidrus là dạng hữu cơ, còn Super 2 là để làm cho nó phục hồi cái cây lan mình mà được đầy đủ lại, và mình bổ sung thêm các khoáng chất cho nó. Thì trong Super 2 nó có đầy đủ các hạt chất đó luôn, thì mình cộng kèm, và khi Super 2 cộng kèm chung với B1 thì làm cho cái bộ rễ nó phát triển rất là nhanh luôn. Nó cũng là một cái dạng là loại phân mà nó có hạt chất kích thích đó cô chú anh chị. Còn B1 thì cô chú anh chị biết là chiên để làm rễ đúng không, Acidrus thì cũng chiên để làm rễ, nhưng mà nó là dạng hữu cơ làm cho mát bộ rễ luôn. Nên là lần đầu tiên mình đi vậy cầm khoảng 2 đến 3 lần là mình chỉ thấy bộ rễ mình có đầu rễ xanh mướt đẹp rồi đó, cộng thêm phân lá mít hoặc là phân 30-10 để cho nó bực cái mầm gốc ra như thế này nè. Đó. Mình cộng vô phân vô cơ là mình có thể chọn là thông số là 33-11 hoặc là 30-10 hoặc là phân lá mít mà vườn em hiện tại đang xài thì em rất là tốt luôn. Em cứ cộng vô lần kế tiếp nữa là em đi vậy nè. Đó, phân lá mít em đi chỉ có 2g thôi, và cái cây mình nó sẽ bực cái mầm gốc luôn, và bộ rễ của mình phát triển đẹp luôn, và
sẽ có một chậu tác phẩm to như thế này. Cô chú anh chị mình thử làm theo cách của em, còn có cách nào hay hay nữa thì comment phần bên dưới để em tiếp thu thêm, em học hỏi thêm nha cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video của em.